Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị. Nhờ nỗ lực trong thực hiện công tác quản lý sử dụng đất, quy hoạch dự án, những năm gần đây, huyện Yên Mỹ có nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng. Nhờ đó, hạ tầng địa phương ngày càng khang trang hiện đại, khắc phục đắc lực, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Yên Hòa là địa phương có cơ sở hạ tầng yếu và xuống cấp nhất huyện do nhiều năm không được nâng cấp cải tạo. Vận dụng chủ trương của tỉnh tăng thu từ nguồn lực đất đai lấy kinh phí xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Năm 2023, sau khi hoàn thành đấu giá 65 suất đất đợt 1, xã Yên Hòa đã trích kinh phí trên 100 tỷ đồng, xây dựng 7 công trình gồm ngầm hóa trên 900 m kênh mương, xây dựng mở rộng 6 km đường giao thông, bao gồm đường liên xã liên thôn, đường trong khu dân cư và lắp đặt hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường. Cũng như xã Yên Hòa, nhờ nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, từ năm 2023 đến nay, xã Việt Cường đã dành kinh phí trên 200 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong đó, 100 tỷ đồng xây dựng trường, lớp học, trên 100 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa 2/3 thôn và 10 km đường giao thông. Các tuyến đường đều được trải asphalt, đổ bê tông rộng từ 5m đến 7,5 hoặc 10m. Khai thác quỹ đất đã mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước và thông qua đó tạo nguồn vốn cho các địa phương đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2023 đến nay, huyện Yên Mỹ đã xây dựng hạ tầng 19 dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở với tổng diện tích 45 ha. Hiện đã có 12 dự án được tổ chức đấu giá, số tiền thu về theo quy định hàng nghìn tỷ đồng. Nhờ đó, huyện Yên Mỹ đã triển khai đầu tư thi công 47 dự án do huyện làm chủ đầu tư. Các xã thị trấn trong huyện triển khai đầu tư thi công xây dựng 72 dự án do cấp xã làm chủ đầu tư. Có thể khẳng định chủ trương tăng thu từ nguồn lực đất đai lấy kinh phí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh đã và đang góp phần thay đổi diện mạo ở các địa phương trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Lợi dụng nghề nghiệp, hai kiến trúc sư nổ, quen sở ban ngành và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, có thể gỡ vướng thủ tục đầu tư dự án căn hộ chung cư để lừa đảo. Chiều ngày 9 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai kiến trúc sư lừa đảo chạy dự án căn hộ ở khu vực đất vàng cầu Thuận Phước, thành phố Đà Nẵng. Hai bị can là Lê Anh Văn, 46 tuổi, ngụ ở căn hộ thuộc chung cư SGR, phường Phú Nhuận và Võ Đăng Khoa, 43 tuổi, ngụ ở căn hộ thuộc chung cư SC, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời bắt tạm giam cả hai bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng, qua công tác nắm tình hình thu hút đầu tư tại thành phố Đà Nẵng, lực lượng phát hiện một số nghi phạm có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn xin chủ trương chấp thuận đầu tư dự án. Nhóm người này chủ động tìm kiếm thông tin các khu đất vàng đắc địa tại thành phố Đà Nẵng, tiếp cận chủ sở hữu để đặt vấn đề giải quyết các thủ tục pháp lý, hoàn thành hồ sơ đầu tư dự án theo nguyện vọng của chủ đất. Để đánh trúng tâm lý của các chủ đất, nhóm lừa đảo này đã tìm các khu đất vàng chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư của thành phố Đà Nẵng. Đơn cử đối với dự án căn chung cư STP đường 3 tháng 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Lê Anh Văn và Võ Đăng Khoa nổ có thể xin chấp thuận chủ trương đầu tư, xin giấy phép xây dựng để lừa đảo ông MVH 49 tuổi, ngụ ở phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 3,3 tỷ đồng để ông H tin tưởng Văn và Khoa tự giới thiệu quen biết nhiều sở ban ngành, đặc biệt là quan hệ mật thiết với lãnh đạo của thành phố, hứa hẹn gỡ vướng dự án căn hộ trên đất vàng. Hai kiến trúc sư này cam kết sẽ giải quyết được mọi khó khăn liên quan đến quy hoạch, nguồn gốc đất và các tranh chấp khác. Sau khi nhận tiền từ ông H, cả hai chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế khuyến cáo các tổ chức cá nhân, nhất là chủ sở hữu các lô đất vàng đắc địa, cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin về thủ tục giải quyết thủ tục đầu tư dự án, giấy phép xây dựng tại các cơ quan có thẩm quyền. Việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc dựa trên cơ sở quy hoạch về xây dựng, quy hoạch về sử dụng đất và trình tự quy hoạch pháp luật, không cá nhân nào có thể tự quyết định giải quyết. Chúng tôi không kinh doanh nhà kiếm lời mà muốn tạo ra chỗ ở, giữ chân người lao động. Doanh nghiệp sẽ bỏ ra tất cả chi phí, chỉ mong thành phố hỗ trợ thủ tục. Ông Nguyễn Xuân Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây Bitech, nói tại chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp chiều ngày 10 tháng 10.
Đây là hoạt động thường niên tôn vinh các chủ doanh nghiệp chăm lo tốt cho người lao động do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Theo ông Dũng, chỗ ở với người lao động rất quan trọng. Doanh nghiệp đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng xây dựng khoảng 50 phòng ở, trang bị đầy đủ thiết bị gia đình. Người lao động chỉ cần xách vali đến ở. Tuy nhiên, việc này chỉ đáp ứng được một phần nhỏ mong muốn của các nhân viên. Mong mỏi lớn nhất của người lao động là có được một căn nhà của riêng mình. Ông Dũng nói, cho biết thêm thu nhập bình quân của người lao động hiện rất khó để mua được nhà ở, thương mại trong khu nhà ở xã hội, không dễ gì tiếp cận do không thuộc nhóm ưu tiên theo quy định, chưa kể nguồn cung khan hiếm. Lãnh đạo Bitex nói doanh nghiệp có đủ khả năng tài chính để mua đất, xây nhà và bán trả góp cho lao động của mình. Tức là doanh nghiệp bỏ tiền ra xây dựng, người lao động sau khi nhận nhà, hàng tháng trích lương trả dần. Cách làm này giúp lao động có nhà, nhưng rào cản lớn nhất hiện nay là thủ tục pháp lý nằm ngoài tầm doanh nghiệp. Nhu cầu nhà ở hiện quá lớn, nhưng cung ít hoặc giá quá cao, do đó chúng tôi mong thành phố nghiên cứu hỗ trợ chính sách để giúp doanh nghiệp sản xuất, dù không kinh doanh bất động sản, nhưng được phép tự tạo lập chỗ ở cho lao động của mình, ông Dũng nói. Doanh nghiệp sẽ cam kết không lợi nhuận, bán cho đúng người, nếu sai sẽ chịu mọi hình thức xử lý. Lãnh đạo Bitex cho rằng làm được việc này sẽ giúp cho lao động an tâm gắn bó, góp phần giải quyết được bài toán nhân lực cho doanh nghiệp và cả thành phố. Hỗ trợ chỗ ở cho lao động cũng là cách mà nhiều doanh nghiệp được tuyên dương trong chương trình thực hiện bên cạnh các chính sách phúc lợi khác để giữ chân người lao động. Ngoài Bitex, công ty trách nhiệm hữu hạn Nissay Electric Việt Nam khu chế xuất Linh Trung 1 cũng xây nhà lưu trú với 285 phòng, tạo chỗ ở cho hơn 1.000 lao động. Công ty cổ phần Antenor Power Việt Nam ở quận 12 cũng xây nhà lưu trú cho công nhân ở xa. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 18 khu công nghiệp với gần 1.700 doanh nghiệp, sử dụng ít nhất 320.000 lao động. Riêng công nhân làm trong các nhà máy, toàn thành phố có hơn 1,3 triệu người. Đến nay, thành phố chỉ có 16 nhà lưu trú dành cho công nhân, đáp ứng chỗ ở gần 22.000 người. Số lao động còn lại phải thuê trọ hoặc ở nhờ nhà người quen. Diện tích phòng trọ phổ biến ở mức 12m², có 2 đến 3 người sinh sống. Mỗi người mất từ 15 đến 20% thu nhập cho chỗ ở. Từ năm 2021 đến nay, thành phố đưa vào sử dụng 6 dự án với quy mô 2.700 căn hộ và đang thi công 4 dự án với 3.000 căn hộ. Từ nay đến ngày 30 tháng 4 năm 2025, thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn tất các thủ tục để khởi công thêm 5 đến 6 dự án nhà ở xã hội quy mô khoảng 6.000 căn.